dành những món lễ vật trang trọng để gửi tới bên gia đình nhà gái và chính thức có lời cầu hôn, xin cho cô dâu Phương Trâm được trở về làm sư làm con bên gia đình nhà trai. Và bên gia đình nhà gái của chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi và vui mừng đón nhận tất cả các mừng sinh lễ năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc bình an, mọi sự như ý. Tôi xin thay mặt cho mọi người trai xin cảm ơn và hôm nay cảm ơn các người nhà gái có kiến thức về tình và tư tưởng. Đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có